Hello, xin chào mọi người, mình là Bin đây. Hôm nay sẽ là một video rất đặc biệt vì nó chính là mở đầu cho một nơi mà chúng ta cần rất nhiều thời gian để khám phá. Nếu như mà đặt nó cho một bài tràng văn á, thì nó chính là cái mở bài. Ok, bây giờ mọi người cùng nhau đi với mình nhé. Let's go. Bây giờ là 3 giờ trưa và một ngày nắng như đổ lửa, khi mà ai cũng muốn ở nhà và đắm chìm trong không khí mát mẻ của chiếc điều hòa. Và nếu như không có điều hòa thì cũng chả ai muốn đi ra ngoài trưa nắng như thế này cả. Nhưng đâu đó ở một nơi thật xa, cách Việt Nam khoảng 1.500 km, dĩ nhiên là đường chim bay, có bốn thanh niên nắm tay nhau. Cũng nhầm, có bốn thanh niên cùng nhau lên đường để đi đến một hòn đảo mà chắc chắn sẽ không còn gì để làm nếu xuất phát vào thời điểm này. Vâng, không ai khác hơn được nữa, bốn thanh niên ấy chính là những nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Người đầu tiên không thể không nhắc đến chính là người đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi này. Người được mệnh danh là Thánh Phán Simay và cũng chính là ông chủ kênh YouTube này. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Bin. Tiếp theo chính là Beto, người tiếp thêm phần sức mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần cho ba người còn lại để cuộc hành trình có thể diễn ra tốt đẹp. Mình xin nhấn mạnh một lần nữa, vật chất ở đây mang nghĩa đen. Nhân vật thứ ba đó chính là người em trai sáu múi Tive. Thật ra tên của hắn là Steve, Steve của Captain America, nhưng mọi người muốn gọi hắn thật thuần Việt nên gọi luôn là Tive. Tive tức là ve. Và cuối cùng chính là người em trai tội nghiệp, Hiếu Cute For My Wear, người luôn luôn là nạn nhân trong các cuộc bóp nhau đẫm máu của ba thanh niên bên trên. Ban đầu thì Hiếu Cute dự định không đi, nhưng mà sau đó thì cũng không còn sau đó nữa. Để đi đến Sentosa thì có nhiều cách, nhưng mà chắc chắn một điều là mọi người phải đến Singapore trước. Sau đó mình có thể chọn một trong những cách đi sau. Đầu tiên là đi bằng taxi, đây là cách nhanh gọn nhất nhưng mà cũng đắt đỏ nhất, đặc biệt với một quốc gia như Singapore. Cách thứ hai là MRT, với hệ thống phương tiện công cộng dày đặc, mọi người có thể đi đến MRT với chi phí hợp lý hơn. Trạm dừng chân chính là Outram Park Station, khi đó mọi người sẽ đến Vivo City. Đây cũng là một trung tâm mua sắm rất nổi tiếng ở Singapore và nó to khủng khiếp. Từ Vivo City mình có thể đi bộ Sentosa hoặc đi bằng Sentosa Express. Để mình nói một chút về Sentosa Express thì đây là tuyến tàu nối liền Vivo City và Sentosa. Ngoài ra khi mọi người đang ở trên Sentosa thì chuyến tàu này có thể giúp chúng ta di chuyển dễ dàng hơn và thuận tiện hơn trong việc khám phá hòn đảo này. Cách thứ ba đó chính là xe bus. Mọi người có thể chọn xe bus số 123 và nó sẽ đưa mọi người thẳng trực tiếp đến đảo luôn. Dự định ban đầu của tụi mình là đi đến đây để xem thử biển ở Sentosa như thế nào, vì bọn mình biết nếu muốn đi Universal thì bây giờ đã là quá trễ. Tụi mình đi bằng MRT để đến Vivo City, sau đó đi bộ băng ngang qua Sentosa Walk. Đặt tên cho hay vậy thôi chứ thực ra nó chỉ là một cây cầu đi bộ à. Chúng mình cứ đi mãi trong cái nắng oi ả của những ngày cận Tết. Vì như thế mà mỗi lần nhìn thấy nước là bọn mình không hề đắn đo suy nghĩ mà dừng lại nghỉ ngơi, để làm dịu đi một chút cái nóng này. Cuối cùng, vì nghỉ ngơi quá nhiều nên khi bọn mình đến được Universal thì đã 4 giờ chiều. Và bọn mình quyết định vào Malaysian Food Street để đánh chén một bữa ra trò. Cũng như tên gọi, đồ ăn trong food court này đa phần là đồ ăn Mã Lai. Sau khi dạo qua dạo lại, dạo tới dạo lui thì bọn mình đã chọn ra được 3 món để ăn xế, bao gồm một thố cơm gà, một phần mì Phúc Kiến và sa tay, kèm theo một vài ly nước để giải khát. Sa tay là một món rất nổi tiếng ở Singapore nhé, để hôm nào mình sẽ giới thiệu về nó kỹ hơn cho mọi người. Sau khi ăn xong thì mình bắt đầu lại gần cổng của Universal để xem sơ qua, để chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo đi Sentosa. Mình mang tiếng ở Singapore mấy năm rồi nhưng toàn ở nhà thôi nên đi đâu cũng bỡ ngỡ, cũng phải nghiên cứu trước để đỡ quê, nhưng mà đa phần lúc nào đi cũng bị quê hết. Trong khoảng thời gian mình đi xung quanh cổng Universal thì ba thanh niên kia đã len lén đi vào cửa hàng mua sô-cô-la. Cũng may là mình dí theo kịp chứ không thôi là lại mất tiêu rồi. Về cái cửa hàng sô-cô-la này thì mình phải nói là nó bự khủng khiếp, với đủ thể loại các biến thể từ sô-cô-la. Bên cạnh đó nó còn có những đồ lưu niệm khác mà mọi người dễ dàng tìm thấy khi đến bất cứ một cái khu du lịch nào. Đứng ở bên trong cửa hàng, các thanh niên tranh thủ máy lạnh để bàn tán sâu nổi về địa điểm tiếp theo sẽ đi. Và mọi người có nhắc đến tượng con sư tử cực to được đặt ở trên cái hòn đảo này. Sau khi thanh toán thì bọn mình quyết định đi dạo xung quanh đây trước khi đi ra biển. Và vô tình mình bắt gặp một con sư tử pha ke xuất hiện ngay giữa lối đi. Ý của mình là cái con sư tử màu đen. Tham quan đã đời, đi dạo đã mắt thì bọn mình bắt đầu kéo nhau ra biển. Nhưng mà đến biển thì biển đóng cửa của mẹ nó rồi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, trong cái rủi có cái xui. Và vậy mà mình biết thêm là dọc bờ biển còn có các trò khác như là xe điện cá nhân, nhảy bungee, công viên nước, nhảy dù trong nhà.
và còn nhiều 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 thứ nữa mà mình cũng không ngờ là nó nhiều đến vậy luôn. Sau kế hoạch đạp xe dọc bờ biển bị thất bại, bọn mình quyết định quay lại chỗ con sư tử pha ke để uống nước và chuẩn bị ăn tối. Hôm nay bọn mình thử vận may xem quán Putin có bàn hay là không, vì bình thường cái quán này đông lắm, lúc nào cũng kín chỗ đặt trước. Nhưng mà hôm nay bọn mình tuy là xui ở thời gian đầu nhưng mà may mắn ở khúc sau là hôm nay có bàn do một ai đó người ta đã hủy. Thì vô tình đây trở thành lần đầu tiên mà bọn mình được trải nghiệm một nhà hàng chuẩn một sao Michelin luôn. Nhưng đây không phải là cái chi nhánh đạt một sao nhé. Chi nhánh đạt một sao nó nằm ở một nơi khác ở trên Singapore này luôn. Khi mà chưa ăn á, thì bọn mình không biết như thế nào, nhưng mà ăn rồi mới biết nó ngon. Không gian bài trí nè, phương thức trình bày và đặc biệt là hương vị món ăn không chê vô đâu được. Bọn mình ăn với một tốc độ kinh hoàng và tổng thiệt hại là gần 3 triệu Việt Nam đồng cho set ăn 4 người cộng luôn cả nước. Để giữ vững tinh thần mở bài, mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng mọi người thích nó. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để cùng nhau khám phá nhiều nơi hơn nữa nhé. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!